Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê, chồng con vì nước nên đã ra đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua xuân sang hè, con đời tàn đông mới tin về. Bộ dàn karaoke RCF 150 triệu sản xuất trực tiếp tại châu Âu, đẳng cấp nhất trên thế giới chỉ có tại Bảo Châu Elec, sẽ giúp quý vị có những phút giây giải trí cực kỳ thư thái bên người thân và gia đình trong dịp Tết 2023 này. Chúng ta sẽ cùng xem với bộ dàn karaoke này sẽ bao gồm những thiết bị gì và chất âm như nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ có một đôi loa RCF CMAX 4110, một phiên bản sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Italia về Việt Nam. Với kích thước củ bass 25cm cùng với một họng chép kèn. Về thông số thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết rất rõ về dòng loa này rồi. Nó sẽ có mức công suất đầu ra là 350W, tuy nhỏ mà công suất rất là lớn. Có thể đạt mắc lên tới 1400 và âm ly khuyên dùng là từ 700W trở lên với một đôi loa bass 25. Với độ nhạy 97dB và độ nhạy cực đại mắc SPL lên tới 128dB, một đôi loa bass 25 này có thể chơi được trong những không gian từ 25 cho tới 35-40m² hoàn toàn thoải mái, nhỏ mà kêu cực kỳ to, cũng như là thiết kế rất đẹp và chắc chắn vuông vắn quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với combo cục đẩy vang số micro. Ở đây chúng ta dùng hai cục đẩy bởi vì là combo ngày hôm nay còn có cả súp hơi nữa. Cục đẩy IPS 3700, hai kênh, mỗi kênh 1100W đánh ở chế độ stereo 8 ohm. Còn khi mà chúng ta gạt sang chế độ bridge để chập kênh lại thì nó sẽ có thể cho lên mức công suất là 3000W quý vị nhé. Có thể chơi được súp hơi rất là thoải mái. Đó, IPS 3700. Và một mẫu cục đẩy nữa IPS 2700, hai kênh mỗi kênh 700W để đánh tốt cho đôi loa RCF Bass 25 ngày hôm nay. Tiếp theo là vang số JBL KX180A, một mẫu vang số quốc dân có thể chống hú 99%, có eco reverb để hát karaoke cũng như hiệu chỉnh cắt tần số để cắt hú rít quý vị nhé. Một chiếc vang số có thể nói rất là cao cấp đến từ thương hiệu JBL, cực kỳ bán chạy. Và tiếp theo là một bộ micro JBL VM300, một phiên bản cao cấp nhất đến từ thương hiệu JBL. Tay mic cực kỳ chắc chắn, tiếng hát nghe rất là đồng tiếng, chắc tiếng và nó ấm, gây tạo ra cho chúng ta một cảm giác hát karaoke rất là cuốn hút. Đó. Tay mic được làm bằng kim loại, sử dụng hai viên pin AA. Đó, chụp mic rất là chắc chắn, cầm cảm giác nó rất là đầm tay quý vị nhé. Đó, JBL VM300, đây là đầu thu. Rồi, và cuối cùng là một chiếc súp hơi RCF 801825 mã, một mẫu súp hơi bass 50. Nó rất là khủng, hầm hố đúng không ạ? Sử dụng cho gia đình rất tốt hoặc là có thể cho những phòng hát karaoke. Mức công suất RMS 1500 và mắc có thể lên tới 6000. Và mức công suất khuyến nghị để đánh cho chiếc súp hơi bass 50 này là 3000. Vậy thì chiếc cục đẩy IPS 3700 của chúng ta rất phù hợp đánh cho chiếc súp hơi này. Chất âm cực kỳ đỉnh và nó cũng được sản xuất trực tiếp tại Italia quý vị nhé. Đó, thì với combo ngày hôm nay chúng ta có thể sử dụng được cho những không gian từ 30 cho tới 50m² hoàn toàn thoải mái, có thể sử dụng được cho những không gian rộng hơn nữa. Đó, và ngày hôm nay Hữu Duy đang test thử combo ngày hôm nay trong không gian tại showroom Bảo Châu Elec 45 trung kính, nó sẽ có tổng diện tích rơi vào khoảng hơn 60m². Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử chất âm của bộ dàn karaoke RCF này để xem là với combo ngày hôm nay ở trong không gian hơn 60m² thì nó sẽ có chất âm như thế nào quý vị nhé. Phút cuối tiễn đưa cánh sao lừa thương, đừng sầu nhé em hỡi, kỷ niệm là cơn mơ. Buốt đau từng dòng hát xa vắng, nhạt nhòa tình đã trao sao, luôn khát khao từng chiều đôi anh vẫn chờ, gọi nhau trên lối yêu xưa. Nhớ nhé em, giây phút ban đầu tình yêu đã đến trong cơn mơ thật xa vắng, rồi cho ta dòng lệ đắng cay.
phù du. Ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng lừa vì kiếp người sẽ. Tổng kết lại với bộ dàn karaoke RCF cao cấp 06 ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy được một đôi loa rất nhỏ mà có thể chơi được trong những không gian cực kỳ lớn, hơn 60m² vẫn kêu rất là đầy đặn tiếng quý vị nhé. Cho nên chúng ta hay nghĩ là một đôi loa Bass 25 chỉ kêu được trong khoảng tầm 20-30m² phải không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay với bộ dàn karaoke cao cấp RCF 06 nhập khẩu sản xuất trực tiếp tại Ý ngày hôm nay thì nó sẽ có thể chơi được trong những không gian có thể vượt xa 60m², 70-80m² hoàn toàn, chơi thoải mái quý vị nhé. Tiếng rất là chắc, và quý vị cũng đã biết rồi, với dòng RCF nó sẽ hỗ trợ tiếng hát karaoke rất là tốt. Đó, cho nên vừa nãy quý vị có thể nghe tiếng hát của Hữu Duy, nghe nó rất là bay và sáng tiếng phải không ạ? Nó có một cái độ trầm ấm tiếng khi sử dụng mic VM300. Thì với bộ dàn này chúng ta có thể phục vụ nhu cầu hát karaoke trong dịp Tết 2023 hoàn toàn thoải mái. Và với bộ dàn RCF 06 ngày hôm nay, nó sẽ có mức giá là 155.340.000 đồng. Và quý vị sẽ còn được tặng miễn phí thêm một chiếc quản lý nguồn trị giá 2.190.000 đồng đến từ thương hiệu BK Sound, mã là M8, và một bộ pin sạc trị giá 450.000 đồng, cũng như là đầy đủ dây jack để kết nối hoàn thành một bộ dàn karaoke ngày hôm nay. Và đặc biệt là với bộ dàn RCF 06 này, quý vị sẽ được miễn phí setup và lắp đặt tại nhà với khoảng cách lên tới 80 cây quý vị nhé. Thông thường chỉ 30 cây đúng không ạ? Nhưng mà với bộ dàn VIP như thế này thì nó sẽ lên tới 80 cây free. Đó, và tặng kèm thêm cho quý vị một gói setup tại nhà trị giá 1.000.000 đồng bởi kỹ thuật của Bảo Châu Elec với một bộ dàn karaoke rất là VIP như thế này. Bảo Châu Elec với thương hiệu 20 năm, chúng tôi có 13 cơ sở trên toàn quốc cùng với rất là nhiều những chương trình ưu đãi khác như là trả góp online và cả offline với mức lãi suất chỉ từ 0%. Cách thức mua hàng thì cũng cực kỳ đơn giản. Đầu tiên, quý vị đến trực tiếp 13 showroom của Bảo Châu Elec để tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Cách thứ hai là quý vị truy cập vào website bảochauelec.com để tìm cho mình những sản phẩm mình mong muốn. Cách thứ ba là quý vị có thể gọi ngay đến hotline của Bảo Châu Elec là 1900 0255, hoặc đến hotline của Hữu Duy là 0866693631 để được tư vấn miễn phí mọi băn khoăn của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh của chúng tôi. Nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào vui ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa chào đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những nỗi bay vang chào mừng xuân sang. Một mùa xuân mới, xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người về bao điều mong ước, trong hương xuân ta vẫy chào.